bưởi cũng trồng ra hết rồi, trồng hết ra cái trước đây. Đấy, bác bưởi lào nó hình dung như vậy thôi là anh định cắt thẳng vuông vắn theo sao sao đến sau này đi vòng ra sau xem. À tức là bờ rào là bên kia đó phải không bà? Bên kia có bờ rào rồi. Bờ rào là trước kia dọc lối đó. Đó thẳng tưng vào. Thẳng tưng lối sau kia. Bây giờ mình phải đi ngang sang cái đường để nhìn phía sau, đi ngoài đường nhìn chứ còn đi trong cái cây cối không thấy gì hết. Dạ. Là mình hình dung ra miếng đất rồi thấy sổ. Đó là thậm chí cái miếng đất này, nó xéo là của cái miếng đất ấy là nó nằm vào đến đây luôn này, nó xéo ra cái đuôi. Nó xéo cái đuôi qua bên kia. Trên sổ là như thế, nhưng bây giờ để ra đây mình chỉ đang còn. Mình sẽ cắt lại vuông vắn luôn, đẹp đẽ luôn. Đây là cái đường này mới dọn để xe nó vào nó chở ống. Đi trong đó nhìn được, nhưng mà đây ra ngoài này để thấy cái đường đi luôn. Dạ vâng. Xuống thế là bông rồi hết.